trong Sơn Hải Kinh và Sưu Thần Ký cũng có ghi chép về người cá Trung Quốc. Còn Quảng Đông Tân Ngữ ở gần đại giữa Sơn Hồng Kông xuất hiện chủng tộc người cá Lưu Đình. Tiểu Đậu. Phải đó, lúc nhỏ chúng tôi chơi chung đã gọi anh như vậy. Chẳng phải anh sống ở thôn Cây Đa sao? Sao lại tới Đại Áo chơi với họ từ nhỏ tới lớn vậy? Chuyện duyên số khó nói lắm. Người cá đang đợi chúng ta kìa, đi đi. Bấy lâu em đang theo chủ giao dịch mà anh ta mua lại công ty điện tín Anh Quốc. Ai ngờ anh ta ngồi ăn cơm thì nghe điện thoại, lập tức bay vào trong. Trọng ơi, tỉnh lại,